Ngày 27 tháng 9 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thọ, sinh năm 1966, trú tại tỉnh Quảng Trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trần Thọ tự nhận có quen biết với Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và quen biết với nhiều người làm việc tại các cơ quan công an, tòa án và Viện Kiểm sát huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Bị cáo đã hứa hẹn chạy án cho người nhà bị hại và chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Thọ khai nhận hành vi phạm tội của mình. Số tiền nhận được Thọ khai giao cho con gái mua đất, trả nợ riêng cho cá nhân và nộp cho chi cục thi hành án thành phố Đông Hà để giữ căn nhà của Thọ không bị bán thi hành án. Thọ khắc phục cho người bị hại được 800 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Thọ thay đổi lời khai là số tiền trên Thọ đã lo cho những người trong các cơ quan có trách nhiệm ở Tây Ninh. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27 tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên xử phạt Trần Thọ 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cho rằng tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt không đúng tội danh, bị cáo không có hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bị cáo Thọ đã làm đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vụ án. Trong phiên xử phúc thẩm, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận định quá trình điều tra, xác minh thông tin từ những người được bị cáo Thọ nhắc đến để nhờ chạy án đều khẳng định không biết bị cáo và không hề nhận tiền từ bị cáo. Ngoài ra, sau khi nhận tiền từ phía bị hại thì bị cáo đã không thực hiện việc như đã hứa hẹn mà đã chiếm đoạt số tiền đó để sử dụng vào các mục đích cá nhân. Do đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo về tội danh và mức án trên là hoàn toàn phù hợp. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và tuyên y án sơ thẩm, buộc bị cáo Thọ phải bồi thường số tiền còn lại cho bị hại là 1,3 tỷ đồng.